Châu Sa. Họ, họ đã đi rồi. Em không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đã yêu. Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Châu Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Thank you.
rồi phải không? Anh điên rồi phải không? Thank you.